ô tô Hải Phòng, nơi gửi chọn niềm tin. Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã tiếp tục đồng hành với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ tiếp tục gửi đến cho anh em một mẫu xe mới về cửa hàng của mình. Anh em nào quan tâm đến mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, em tên là Tuấn Anh ở Hải Phòng và địa chỉ của em là số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Hôm nay đây Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc Innova đời 2013 bản số tự động máy 2.0, biển 89A1893, đời 23, phiên bản số tự động hộp số là số tự động máy 2.0, động cơ đi xăng. Vâng, hiện tại chiếc xe này bên em đang bán 420 triệu đồng cho anh em. 420 triệu đồng để anh em đã có một chiếc Toyota Innova bản số tự động như thế này, chạy rất là ok. Vâng, đây là một chiếc xe mà rất là đẹp cho anh em. Anh em có thể là xem kỹ video của mình để cập nhật thêm. Anh em nào lần đầu tiên xem video của mình thì hãy nhớ bấm vào nút like và đăng ký kênh cho mình và bật chuông thông báo để có thể là luôn luôn cập nhật được những mẫu xe mới về. Vâng, thì gần đây thì Tuấn Anh luôn luôn cập nhật cho anh em những mẫu xe mới về mà giá rất hợp lý. Và để nói về chiếc xe này thì độ đồng sơn của nó thì còn rất là ok. Anh em nhìn thấy đây, rất là nét. Độ đồng sơn zin nguyên bản của chiếc xe thì còn đến khoảng tầm 90%. Xước sát thì nói chung là không thể tránh khỏi rồi. Form của nó, form 2013 rất là đẹp luôn anh em nhé. Form xe cảm kiểu cách xe rất là ok, như một ông mãnh hổ luôn. Chạy dòng Toyota Innova này thì không bao giờ sợ là lỗi thời. Và độ bền của nó thì là vượt với thời gian. Và chi phí sửa chữa cũng như là đồ đạc của nó thì rất là dễ thay thế, rất là rẻ và tràn ngập trên thị trường. Được không ạ? Chiếc xe là biển 89 Hưng Yên và đang bán tại Hải Phòng với giá tiền là 420 triệu đồng. Chiếc xe thì đăng kiểm còn rất là dài, đến tháng 1, tháng 9 năm 2021 cho anh em. Dàn 4 lốp của chiếc xe thì anh em thấy đây, không cần phải nói là anh em biết là dàn 4 lốp của nó như thế nào, đúng không ạ? Trang bị 3 bô lê cũng như là cua lốp của dàn 4 lốp của chiếc xe thì khá là ok cho anh em. Sơn xi thì rất là ok, xe thì tích hợp xi nhan bên sườn cho anh em nhé. Đăng kiểm rất là dài cho anh em. Sơn xi rất là ok anh em này. Đấy, form xe kiểu dáng xe rất là đẹp, một mẫu xe lồi đồng cối đá. Form của nó cải tiến cũng ít ít thôi, nhưng mà chất lượng của chúng nó thì không bao giờ là bị sao nhã cả. Với cái chất lượng của chiếc xe này thì khá là ok cho anh em. Keo chỉ của cua lốp này còn nguyên. Nội thất chiếc xe thì khá đẹp, tí anh em sẽ xem phần nội thất. Xe được trang bị cảm biến lùi anh em nhé. Đèn đóm chiếc xe rất là ok luôn. Xem luôn cái phần gầm chiếc xe này. Rất là đẹp cho anh em nhé. Đấy, một chiếc Innova rất là ok cho anh em. Lốp lác của chiếc xe thì có mỗi quả lốp đằng sau bên phụ kia hơi mòn thôi, anh em về có thể thay chiếc đấy. Ở đâu ba quả lốp còn lại rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội thất chiếc xe này. Ở chỗ chiếc xe thì khá là đẹp cho anh em. Trần nỉ nguyên bản theo xe anh em nhé. Sàn xiếc của chiếc xe thì rất là sạch luôn. Đấy anh em thấy đây, rất là sạch sẽ. Keo chỉ đây, keo chỉ bên từ bên trong đến ra bên ngoài anh em nhìn rõ luôn này. Từ trong ra ngoài nhìn rõ luôn. Đấy anh em thấy đây, keo chỉ của nó đây. Không có vấn đề gì trục trặc anh em nhé. Đấy, rất là ok. Đấy, đinh bấm dàn dặt cột kèo chiếc xe đầy đủ theo xe luôn này. Đấy, không có mất một cái đinh nào anh em nhé. Rất là ok cho anh em. Đấy, cửa đóng rất là khít luôn. Anh em thấy đây, nội thất chiếc xe thì khá là đẹp, từ những cái ốp cột của cánh cửa, tất cả mọi thứ. Đồ đạc kích thước của chiếc xe còn đầy đủ theo xe và nguyên bản theo xe luôn.
anh em thấy một chiếc xe khá là đẹp cho anh em. Quá ok cho một chiếc Innova bản số tự động như thế này. Đời 2013. Đời rất là cao luôn. Nội thất anh em thấy nhìn từ 4 chiều 5 chiều vào luôn. Vâng, anh em thấy đây. Rất là đẹp. Keo chỉ zin hết luôn cho anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lổ máy lên và kiểm tra luôn cái phần khoang máy của chiếc xe này luôn nhé. Sau đó chúng ta sẽ đi vào cái những cái chức năng của chiếc xe, được không ạ? Đây là tổng thành và khoang máy của chiếc xe này. Tất cả là đầu răng, đầu giếc của chiếc xe thì rất là đẹp và ok hết. Không có vấn đề gì đâm đụng mục nước ở đây cả anh em nhé. Cam kết về vấn đề đấy cho anh em luôn. Lắp cabo của chiếc xe thì còn khá là đẹp và tương đối. Không có một vết gì dạn lứt cũng như là keo chỉ của lắp cabo còn zin hết cho anh em. Máy thì cái phần này nó hơi bị bẩn một chút này. Cái này thì rửa máy 200 nghìn thôi, nhưng mà để nguyên cho các bác đến xem, để xem cái phần nào có giò dầu hay ngấm dầu gì không nhé. Cái rửa đi thì các bác đến xem thì không thể nhìn thấy được không. Đấy, nước thì nước làm mát với nước đỏ luôn, khá là đẹp. Cụm chia ABS máy ở dòng Innova thì rất là ok luôn, khá là ok cho anh em. Cũng như là anh em nếu mà có nhu cầu mua cho mình một chiếc xe đời cao Innova mà đời 2013 thì có ngay cho anh em. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem và xem tiếp cái phần khoang máy của chiếc xe này, vào xem trước phần nội thất của chiếc xe này để kiểm tra luôn về một số những cái tính năng của chiếc xe. Thực ra thì dòng Toyota này chả có cái tính năng gì là option cả, đúng không ạ? Quan trọng nhất là chất xe. Chất xe thì chạy được 7 vạn đấy anh em nhé, chạy được 7 vạn này. Từ năm 23 nay nay 75, mỗi năm chạy vạn. Đúng không ạ? Gương kính chỉnh điện. Dòng này thì không taxi dịch vụ rồi, cam kết luôn cho anh em luôn là không taxi dịch vụ luôn. Được chưa? Điều hòa ba dàn nguyên bản theo xe luôn. Âm thanh thì rất là hay, bô lăng rất là đẹp, tích hợp phím bấm trên bô lăng này. Đấy. Rất ok luôn này. Vâng. Củ sạc, củ siếc đầy đủ cho anh em. Anh em nhé, anh em đang có nhu cầu mua cho mình một chiếc Innova đời cao số tự động thì đây là một mẫu xe rất là hợp lý và rất là lý tưởng để anh em có thể là tham khảo về mua chiếc xe này. Vâng, xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vâng, thì anh em có thể là gặp lại mình sau ở những cái video tiếp theo nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cái video tiếp theo của chương trình Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Sẽ giới thiệu mà anh em có thể là cập nhật luôn.